Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả. Hôm nay thì em dẫn Hương đi mua bánh kem để mà ăn sinh nhật ha. Thì gần đây thì Hương cũng nói là cũng muốn là ăn bánh kem sinh nhật, rồi cũng cũng muốn là quay phim lên cho chị hai xem, cho mẹ xem, cho người thân xem đó. Thì hôm nay thì vào tiệm bánh kem thì rất là nhiều bánh kem luôn để mà cho Hương lựa. Hả? Con là tuổi con ngựa hả? À thôi bây giờ con ngựa cũng có nữa, nhưng mà bây giờ mình phải coi coi mình lựa cái bánh kem nào đẹp thì mình mua. Rồi bây giờ con bỏ nó bảo hiểm ra đi. Dạ bây giờ cũng cho Hương đi lựa luôn. Rồi con bỏ khẩu trang ra luôn đi. Rồi bây giờ lựa cái bánh nào thích thì mình mua nha. Rồi bây giờ rồi vô trong, ở trong còn nhiều bánh kem lắm, bây giờ mình vô trong mình lựa nha. Rồi đi nè, bữa nay cô nay cô bán rất là nhiều bánh kem nè. Hiện tại thì em đang ở phường 1 Vĩnh Long, là bánh kem Quỳnh Hương ha, một trong những cái chỗ bán bánh kem nổi tiếng ở Vĩnh Long. Rồi bây giờ con coi coi, okay, bây giờ con tuổi con ngựa, con muốn mua con ngựa hả? Có con ngựa luôn. Ngựa luôn. Ngựa đẹp lắm mà. Wow. Wow. Thấy con ngựa đẹp không? Đẹp. Trời ơi. Vậy lấy cái bánh này phải không? Tuổi con ngựa là phải lấy con ngựa chứ. Năm nay Hương bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi. 22 tuổi hả? Rồi bây giờ con muốn ghi cái tên gì lên bánh kem đây? Quá Hương. Được à. Có tặng gì không? Có, tặng cho con đèn cày. Chú Quy đúng không con? Quý. Bây giờ cô ghi chúc mừng sinh nhật Hương. Rồi, cái này cũng tội nghiệp lắm anh chị. Tội nghiệp lắm, cũng đòi ăn bánh kem hoài à. Có nón luôn, mua nón luôn. Nón nữa à, nón đâu con bò đâu? Nón, có nón không? Cái này nón nè, chút xíu là cô bán nón, mình mua nón luôn. Dạ, ở đây là. Về khoe với mẹ nha. Đó, rồi. Đúng. Khỏi. Khỏi đi ghi tên được rồi, vậy là biết tên sinh nhật của Hương rồi, khỏi ghi ngày. Trời ơi, mà công nhận con ngựa đẹp quá trời luôn ơi. Bây giờ con cầm đi chút chụp hình cho. Để chụp hình tấm nè, đặng gửi cho mẹ coi nha, gửi cho chị hai coi. Rồi, giữ nguyên cái chừng gớt nha. Trời ơi, đẹp quá. Ừ, đúng rồi. Rồi cốt lên chụp hình với cháu luôn đi. Kỷ niệm. Trời ơi. Rồi, đó giờ mới được ăn bánh kem á phải không? Xíu là phải ra ăn liền chứ. Không, đem gì cho mẹ mới được. Đó, bây giờ con phải khui ra cho chú ăn chứ, mừng sinh nhật với con với cậu ăn. Rồi bây giờ cái mình ăn phân nửa, còn đem về phân nửa cho mẹ. Trời ơi, thấy thương mẹ không? Đúng rồi, vô mình ăn sinh nhật mà, mình phải vô quán mình ngồi mình ăn chứ. Rồi bây giờ lấy đèn cày đặng đốt nè. Xin cô đèn cày đốt đi. Cô hỏi cô có cho đèn cày không? Không biết được, nhưng mà có quà gì tặng không ta? Đèn cày thôi, đèn cày. Không biết có quà gì tặng không nữa. Có này có ngọc nữa mới vui. Dạ. Đốt nhiều cây chẳng vui. Đèn, rồi con có mua nón không? Nón sinh nhật không? Nón. Rồi bán một cái nón luôn cô ơi. Trời ơi. Tụi con bao nhiêu tiền vậy con? 210 hả con? Dạ. Sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn cô. Chúc em ăn hết tài nha. Rồi, cảm ơn cô. Sinh nhật vui vẻ. Dạ. Bây giờ tới quán rồi, sinh nhật Hương là phải đặt bàn luôn chứ không phải là đơn giản đâu. Hương thấy là hoành tráng không? Hoành tráng. Đó, rồi bây giờ có bánh kem. Có mẹ nó mới vui. Rồi để sao mùa hạ đem gì cho mẹ sao? Đúng rồi. Rồi ha, bây giờ mua bánh kem rồi. Bây giờ con muốn ngồi đâu? Bây giờ con ngồi ở đây đi. Nè đây, ở đây nè, hoặc là con qua đó con ngồi đi. Con ngồi bên đây. Rồi cô Út ngồi đi cô Út.
Rồi sớm giờ là đi khám bệnh rồi cũng mệt rồi ha. Bây giờ mình ăn rồi nghỉ ngơi sẵn rồi mình ăn sinh nhật luôn nghe. Mà mấy năm rồi không được ăn bánh kem sinh nhật. Từ nhỏ tới lớn hình như ba không được ăn được lần nữa. Đợi nhớ hồi xưa chú mua đó. Rồi bây giờ để bánh kem ra luôn đi anh Út, mình đốt đèn cậy luôn. Rồi chúc mừng sinh nhật với Hương mới được. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Rồi bây giờ cầu nguyện trước. Cầu nguyện cho con mạnh giỏi. Con có hết bệnh đi đi làm. Rồi có cầu nguyện gì nữa không? Có điều ước gì không? Điều ước mẹ hết bệnh đi mà cũng tiền nuôi con. Rồi con có hết chỗ ăn nữa. Đúng rồi. Bữa nay sinh nhật con thì chú cũng chúc con dồi dào sức khỏe, sớm hết bệnh, mau hết bệnh nha. Cố gắng mình siêng năng lên, mình giỏi giang lên rồi từ từ mình hết bệnh rồi mình đi làm mình kiếm tiền nghe. Dạ. Rồi bây giờ sinh nhật đèn cầy thấp rồi, bây giờ mình hát lại một lần nữa rồi mình thổi bánh kem luôn nghe, mình thổi đèn luôn nha. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, thổi nè. Rồi, vỗ tay. Chúc mừng sinh nhật bé Hương nha. Chị hai thấy luôn hả? Đúng rồi, chào chị hai cây coi luôn nghe. Tội nghiệp lắm anh chị, nên là cũng muốn ăn bánh kem lâu lắm rồi, nên là cũng nhận được một tin nhắn của chị Vân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì chị Vân cũng muốn là mua bánh kem để mà tặng cho bé Hương đó. Thì hôm nay thì em nhận cái số tiền của chị Vân là mua bánh kem cho Hương, cũng như là tạo cái niềm vui cho Hương đó. Nhiều khi tinh thần mình vui vẻ, mình lạc quan, từ 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 cũng hết bệnh mấy anh chị. Rồi bây giờ mình cắt bánh kem luôn ha. Rồi bây giờ con cắt đi, sinh nhật con mà. Bây giờ con cắt đi, mình cái này mình cắt dễ lắm nha. Rồi nè, bây giờ con để xuống vậy nè. Bây giờ con muốn cắt cái hình bên đây thôi, bên đây cắt cái bên... trượt cái con ngựa. Rồi về cho mấy con. Rồi bây giờ con cắt thôi, đủ ăn thôi. Rồi bây giờ con xin vô con nói cô ơi cho con mượn cái dĩa, cho con mượn mấy cái dĩa. Rồi, một hai là muốn chọn con ngựa này chị Vân ơi. Cô chú anh chị thấy con ngựa này đẹp á, và cũng tuổi con ngựa nên là cũng muốn là chọn hình con ngựa. Rồi con đưa cái dĩa vô, Rồi đây. Đó. Rồi, con lấy muỗng nè. Rồi ăn bánh kem. Thèm ăn bánh kem mà, bây giờ ăn thử cái bánh kem ngon không? Đứt ruột, đứt gan không? Ôi, ăn này chưa cơm luôn á Hương. Thèm bánh kem dữ lắm mấy anh chị, tội nghiệp lắm. Lâu lâu qua cái hỏi là chú có mua bánh kem cho con không? Con thèm bánh kem. Tại vì ở bên chỗ của Hương á là ít chỗ bán bánh kem lắm. Thấy sao, bánh kem này ngon không? Con lấy ra cho cô Út luôn. Ba hẳn chú Willis cũng làm cho cô Duyên bánh kem sinh nhật nữa hả? Đúng rồi, sao con biết vậy? Hẳn là Willis có hâm cổ hâm. Có. Mới đây ăn hết dĩa bánh kem này anh chị, thấy thương quá à. Rồi ăn thêm không? Chú cắt cho miếng nữa nè. Thèm bánh kem ăn cho đã nghe. Rồi chú cắt cho miếng nữa nghe. Ngon lắm anh chị ơi. Bây giờ con cắt bánh kem, con mời cô Út đi Hướng. Hả? Con mời cô Út đi. Nãy giờ con có hỏi cô Út chưa? Con mời cô Út ăn bánh kem chưa? Rồi chú biết cắt cho
cho cô Út miếng đi. Ừ, cá bạc cốt, cô miếng bánh kèm rồi. Hôm nay nhờ cô Út chở đi mấy anh chị ơi. À, hôm nay cũng ngày đi làm của anh Út, nhưng mà cũng nhờ nói thôi, anh Út bây giờ anh gán đình lại ngày mai, bắt đầu ngày mốt gì đó đi làm. Chứ bây giờ hôm nay thứ sáu rồi mà ngày mai đi khám đâu có được, tại vì thứ bảy mà. Là cũng tranh thủ đưa được cho bé Hương đến bệnh viện để mà khám bệnh đó. Thì hôm nay đi khám hai cái bệnh viện luôn anh chị. Nên là sẵn thời gian buổi trưa ăn uống nè, rồi cũng làm muốn làm bánh kem sinh nhật cho Hương luôn. Ngon không? Bánh kem ở đây ngon không? Rồi bây giờ con lấy ra cho cô Út một miếng đi. Hả? Nè. Bây giờ con cắt cái bánh kem nè, nè. Đưa cái dĩa vô con cắt cho cô Út, con mời cô Út đi. Đúng rồi, đưa cái dĩa sát vô, sát vô. Ừ, đó. Đúng rồi. Rồi, con mời cô Út đi, con mời cô Út ơi, ăn bánh kem với con cho vui. Bánh kem anh Út. Trong thời gian chờ đợi cái lẩu cháo cá lóc xôi. Cho mấy anh chị xem. À, lẩu cháo cá lóc nha. Nè, cá lóc miền Tây rất là ngon luôn. Này lẩu cháo cái nấm rơm nè, rồi bầu mướp nè, rồi cá lóc nè, rất là ngọt luôn ạ. Hiện tại thì quán này là ở phường 3 của Vĩnh Long nha mấy anh chị. Quán cháo cá lóc rất là nổi tiếng ở Vĩnh Long. Hấp dẫn quá mấy anh chị ơi. Hôm nay lâu lâu Hương qua với cô Út qua đó, thì ở bên chỗ chị Thanh á thì không có bán cái món này, nên là cũng muốn rủ Hương đi ăn cho biết. Với lại là cũng buổi trưa rồi, trong thời gian khám bệnh cũng đói rồi, nên là cũng dẫn cho Hương với cô Út rồi đi ăn món cháo cá lóc nha. Rồi bây giờ mình ăn bánh kem xong rồi, bây giờ mình để vô hộp rồi chút xíu nữa cái mình ăn lẩu cháo nha, cho gọn gãi chỗ này nha. Rồi múc cháo cho Hương ăn nha. Biết rồi. Rồi. Khách người ta vô quán đó con hả? Cô không phải khách vô quán. Rồi, ăn từ từ nha, ăn từ từ, cái này nóng nha. Thổi chứ mà. Đúng rồi, thổi. Có ừ, ăn cháo đi. Có muỗng không? Có muỗng luôn, ăn từ từ nha, nóng nha. Bữa nào đi ăn nữa nha. Biết rồi. Ừ, nhưng mà phải giỏi rồi chú mới dẫn đi ăn nữa nha. Biết rồi. Ừ, bữa nay có cô Vân á, là có mua bánh sinh nhật tặng cho con đó. Con có muốn cảm ơn cô Vân không? Cảm ơn cô Vân rất nhiều. Chúc cô Vân phát tài nha. Ừ, rồi chúc các nhà hảo tâm sao không? Chúc các nhà hảo tâm luôn luôn sức gì giữ gìn sức khỏe nhớ uống vừa ăn rau nha. Ờ, uống vừa ăn rau hả? Rồi rồi, bây giờ cô Vân là có lì xì cho con ha. Là có lì xì cho con 300.000 để mà dành để tiền trong túi mua đồ ăn nha. Biết rồi. Cất kỹ lưỡng nha. Biết rồi. Trời ơi, bữa nay ăn sinh nhật vui lắm anh chị ơi. Lâu lắm rồi mới được ăn bánh kem á, mà ăn tới 2-3 dĩa bánh kem luôn. Rồi hôm nay thì em cũng cảm ơn anh Út luôn ha, đã hỗ trợ đưa cho cháu đi khám bệnh, đưa cho Hương đi khám bệnh với chị Thanh lúc trước. Thì gần đây thì có một người chị tên là chị Lan Quỳnh ha, đã có gửi cho anh 500.000 để mà anh đổ xăng rồi có tiền coi như là uống cà phê mua đồ ăn ha.
chị Lan Quỳnh gửi cho anh 500 này ha, anh nhận để mà cho chị vui. Dạ, giúp đỡ cho chị Thanh với bé Hương đi trị bệnh. Cảm ơn chị ạ. Dạ, rồi cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe nha. Rồi về anh nhớ nhắc Hương uống thuốc đầy đủ với chị Thanh đồ nha anh. Rồi nhiều khi anh hỏi rồi sáng có uống thuốc chưa, rồi chiều uống thuốc chưa, nhiều khi anh nhắc vậy, nhiều khi quên uống rồi cái nhớ uống. Rồi, dạ, hôm nay thì cũng cảm ơn chị Vân, các nhà hảo tâm, các cô chú anh chị, cảm ơn chị Lan Quỳnh đã đồng hành với em giúp đỡ cho hai mẹ con của chị Thanh. Và hôm nay thì cũng tổ chức sinh nhật mua bánh kem cho bé Hương đó. Thì cũng chúc cho Hương sinh nhật vui vẻ, rồi mau hết bệnh nha. Rồi, bây giờ di chuyển về nha. Rồi, bữa nào gặp nữa nha. Dạ, thì cũng muốn tạo cái niềm vui cho bé Hương đó mấy anh chị. Thì hả? Rồi về phe với mẹ bạn bè đi. Dạ, nhiều khi tinh thần mình vui vẻ, mình lạc quan. Quẹo lại anh, quẹo tới con đường này, quẹo lại, rồi đi thẳng xuống bến phà luôn. Dạ, bây giờ cũng trễ rồi, bây giờ cho Hương di chuyển về. Chúc cho Hương sinh nhật vui vẻ và chúc cho tất cả quý vị và các bạn, các cô chú anh chị khán giả có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của em nhé. Bye bye.